Được biết, anh Mạnh mới đi đắp lá vì bị sạn xương ngón tay vào tối ngày 6 tháng 3. Sau khi đợi cho bé, anh cảm thấy đau tay phải, nhưng chủ quan nghĩ vài hôm sẽ hết đau. Chờ mãi không khỏi, anh Mạnh đã đi khám bác sĩ và được chẩn đoán là sạn xương ngón tay. Chấn thương ở tay khiến anh Mạnh phải xin nghỉ phép mấy buổi, đến khi nào khỏi sẽ lái xe tiếp.